b phạm vi thức ấm kinh văn ư niết bản thiên tương đại minh ngộ như kê hậu minh chiêm cố đông phương dĩ hữu tinh sắc lục căn hư tĩnh vô phục trì giật nội ngoại trạm minh nhập vô sở nhập Tâm đạt thập phương, thập nhị chủng loại, thọ mệnh nguyên do, quán do chấp nguyên, chư loại bất triệu, ư thập phương giới, dĩ hoạch kỳ đồng, tinh sắc bất trầm, phát hiện u bí, thử tác danh vi, thức ấm khu vũ. Việt dịch Bầu trời niết bàn sắp tỏa sáng rực rỡ như sau khi gà gáy sáng, có ánh bình minh ló dạng ở phương đông, sáu căn rỗng rang thanh tịnh, không còn rong ruổi nữa, trong ngoài đều phát ra ánh sáng sâu màu vào được tính vô sở nhập thấu suốt được nguyên do thọ mạng của mười hai loại chúng sinh trong suốt mười phương xét rõ nguồn gốc do chấp trước gây ra nên các loài không thu hút được nhận được tính đồng nhất với mười phương thế giới tinh minh không tiêu trầm những gì ẩn mật từ trước nay đều hiển bày đây gọi là phạm vi của thức ấm rằng bầu trời niết bàn sắp tỏa sáng rực rỡ bầu trời của niết bàn sắp được tỏa sáng rực rỡ đó là bầu trời của tự tánh niết bàn hành giả đã ở ngay bờ mé của sự khai ngộ hành giả sắp đạt được đại giải thoát so sánh cảnh giới đó như sau khi gà gáy sáng, có ánh bình minh ló dạng ở phương đông. Khi gà gáy lần thứ nhất, rồi lần thứ hai báo hiệu trời sáng, lúc ấy vẫn chưa có ánh sáng ở phương đông, bầu trời vẫn còn tối đen. Nếu ta hướng về phương đông nhìn lâu, sẽ thấy ánh sáng bình minh len lói khi gà gáy xong lần thứ ba, và cũng là lần cuối cùng.